quý vị và các bạn cùng quay trở lại với bản tin Newsroom. Và lúc này đây thì những sự quan tâm của các khán giả theo dõi Ngoại hạng Anh vẫn đang hướng về vụ việc liên quan đến câu lạc bộ Manchester City. Và chúng ta cũng sẽ mở đầu bản tin ngày hôm nay bằng việc tìm hiểu xem nửa xanh thành Manchester đã chi tiêu như thế nào để đến nỗi có đến hơn 100 vi phạm liên quan đến các vấn đề tài chính. Man City đang có tới hàng trăm cáo buộc liên quan tới việc vi phạm luật công bằng tài chính và các hình phạt rất nặng kèm theo, như là tước các danh hiệu trong quá khứ, trừ nhiều điểm ở thời điểm phán quyết cuối cùng được đưa ra, hay thậm chí là cấm tham dự Premier League. Mọi chuyện đều đang có thể xảy ra với Man City. Và trong những ý kiến muốn Man City phải chịu án phạt thì có sự có mặt của top 6 Ngoại hạng Anh. Bên cạnh Ngoại hạng Anh thì một sân chơi khác cũng đang diễn ra với rất nhiều tình tiết hấp dẫn, đó chính là FIFA Club World Cup. Ở ngay trong trận bán kết đầu tiên, Al Hilal là đại diện đầu tiên của Ả Rập Xê Út sẽ tham dự một trận chung kết tại sân chơi này sau khi có chiến thắng lịch sử trước Flamengo. Kết quả này còn được so sánh với chiến thắng của đội tuyển quốc gia Ả Rập Xê Út trước đội tuyển Argentina trong trận mở màn tại World Cup 2022 tại Qatar. Tiếp tục với những tin tức bóng đá quốc nội, một trong những đội bóng đang thu hút sự quan tâm của những người yêu bóng đá trong nước, Hoàng Anh Gia Lai sẽ có chuyến làm khách đến sân của Gò Đậu của Bình Dương vào 17 giờ ngày hôm nay. Đây là trận đấu được dự đoán đội bóng phố núi sẽ đối diện với nhiều thách thức khi mà nhiều trụ cột của đội bóng đã rời đi trong thời gian qua. Nhưng trong bóng đá thì điều gì cũng có thể xảy ra. Biết đâu Hoàng Anh Gia Lai lại có thể giành được 3 điểm ở nơi mà họ chưa từng thắng suốt 5 năm qua. Sẽ không có gì nghi ngờ quyết tâm chiến thắng của BKMX Bình Dương khi tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai tại sân nhà Gò Đậu. Sự góp mặt của vua Fleury Mario và máy quét Moses đã nâng cao chất lượng đội hình của đội bóng đất thủ lên rõ rệt. Trong khi ấy, sự suy yếu của Hoàng Anh Gia Lai sau sự ra đi của một loạt công thần đã được chứng minh với trận hòa khó khăn trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng trước. Bởi vậy, nếu có được một điểm trận này, có lẽ cũng đã là thành công với thầy trò Kiatisak. Cuối tuần này thì sự kiện UFC 284 sẽ diễn ra. Trong những ngày qua thì có một số nguồn tin cho rằng chủ tịch UFC ông Dana White đang quảng bá sự kiện này không xứng với tầm vóc thực sự của nó. Đây cũng là quan điểm của Islam Makhachev, võ sĩ sẽ dự tranh trận đấu tâm điểm với Alexander Volkanovski. Thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Chỉ còn chưa đầy 96 giờ nữa, UFC 284, một trong những sự kiện MMA lớn nhất trong năm sẽ diễn ra. Tuy nhiên, chưa bao giờ chủ tịch Dana White và bộ máy truyền thông khổng lồ của ông lại bị chỉ trích thậm tệ như hiện tại. Rất nhiều cổ động viên và thậm chí là cả nhà vô địch hạng nhẹ Islam Makhachev đã lên tiếng phàn nàn khi thấy sự kiện này đang nhận được quá ít sự quảng bá. Đỉnh điểm là việc vị chủ tịch 53 tuổi thậm chí còn quên mất tên của Makhachev trong một buổi họp báo mới đây. Một bộ phận người hâm mộ không hề nhỏ cho rằng lý do là bởi ông đang phải dồn sức để hâm nóng cho giải đấu mà mình vừa mới thành lập mang tên Power Slap. Trước những làn sóng phê bình dữ dội này, người đàn ông quyền lực nhất làng võ thuật thế giới đã đưa ra lời đáp trả. Tôi đã nói chuyện với cậu ta rồi. Đầu tiên, cậu ta sống ở Dagestan. Vậy thì cậu ta biết gì công việc quảng bá của chúng tôi ở đây chứ? Cậu ta chẳng biết gì cả. Đây sẽ là một trong năm trận đấu lớn nhất mọi thời đại. Toàn bộ sự kiện đã cháy vé. Kể cả nếu như bây giờ có ai đó muốn vào xem thì họ cũng sẽ không thể vào được nhà thi đấu nữa. Những thông tin về sự kiện này cũng đang lọt vào top xu hướng trên mạng xã hội, chỉ thấp hơn chút ít so với trận đấu thứ 3 giữa McGregor và Poirier mà thôi. Nó chắc chắn sẽ phá vỡ các kỷ lục. Vậy nên thật là ngớ ngẩn khi có ai đó dám nghi ngờ khả năng truyền thông của chúng tôi.